Tập 11. Phong thiếu gia, mấy năm rồi anh không tới, đúng là khách quý. Tiểu nhị, đi lấy một ấm nước nóng, một dĩa lạc rang và một ấm rượu. Vâng, anh chờ một chút, tiểu nhân làm ngay. Phong Trạch Diệu, sao anh ta lại tới? Lẽ nào anh ta theo dõi mình? Tiểu thư à, cô đừng ném nữa. Ném hỏng đồ là chuyện nhỏ, làm mình bị thương thì không hay đâu. Tôi cứ ném, tôi bắt cả Phong gia đều phải biết Phong Trạch Diệu là cái thái gì chứ. Anh ta cả đêm không về, chơi trò mất tích à? Từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai khiến tôi tức giận như vậy. Tiểu thư à, tức giận rất có hại cho sức khỏe. Tôi không giận làm sao mà được, trong lòng tôi rất rối. Tôi phải ném hết cho Phong gia tán gia bại sản. Đưa tôi. Tiểu thư à, cô đừng ném nữa. Cô ném nữa cũng vô dụng thôi. Cô xem đã một ngày một đêm rồi, cô gia cũng không xuất hiện, Tuyết Giao cũng chưa về. Cô nghĩ hai người họ liệu có bỏ trốn không? Bỏ trốn? Sao anh ta phải bỏ trốn? Đang yên đang lành sao lại bỏ trốn? Hôm qua vẫn còn đang vui, hôm nay cũng tốt đẹp mà. Nói không chừng là sợ tội bỏ trốn. Tôi biết rồi. Kim Tuyết Giao sợ tướng công biết, cô ta chính là Thủy Hàm Băng, sợ cha tôi lấy mạng cô ta. Kết quả cô ta đã gạt tướng công tôi, đưa cô ta bỏ trốn. Tướng công của tôi mất tích rồi, bị cô ta bắt cóc mất rồi. Tiểu thư à, cô đừng có khóc nữa. Hay là như vậy, cô đi tìm lão gia đi. Lão gia có nhiều lính như vậy, nói không chừng có thể tìm họ về. Phải, cha tôi. Vẫn còn cha tôi mà. Cha, cha à. Cô chờ ở đây, hễ có bất cứ tin tức gì của tướng công, lập tức báo cho tôi biết. Dọn dẹp. Đây chính là lý do mình không cho cô ta ném. Con mặc kệ. Cha phải phái người tìm đôi gian phu gian phụ đó về cho con. Con phải ngâm họ vào lòng heo thiêu cháy. Phải phải. Con gái à, nhưng mà bây giờ cha nhân lực không đủ. Con xem, ngoài việc giữ thành, đến người tuần tra cũng không có. Cha à, cha có phải cha trụ của con không? Có chuyện như vậy mà cha cũng không giúp con. Không phải, làm. Cha là cha con, cha chắc chắn là cha trụ của con. Nhưng mà con gái à, con... Cấp dưới có công việc của cấp dưới, giờ cha con cũng là tư lệnh hư danh mà thôi. Nếu con là con gái của cha thì làm ơn đừng gây rắc rối cho cha nữa. Con mặc kệ. Nếu không phải hôm qua cha nói với anh ấy Kim Tuyết Giao là Thủy Hàm Băng, anh ấy không có đưa con yêu tinh đó đi bỏ trốn đâu. Cha à, cha phải đền cho con. Con gái, nghe lời khuyên của cha. Loại đàn ông như vậy có thể dễ dàng chạy theo người khác, chắc chắn không phải đàn ông tốt. Bỏ hắn đi. Cha có thể để con thiệt thòi sao? Cha tìm người khác cho con. Một người không đủ thì hai người. Con không cần. Con chỉ cần Phong Trạch Diệu. Chuyện này rốt cuộc cha có lo không? Lo. Cha nhất định sẽ lo. Nhưng mà hiện giờ cha lo không có nổi. Không lo chứ gì. Con tự đi tìm. Linh Nhi à, cha không có nói là mặc kệ. Không lo nổi thiệt mà. Tiểu Hạch Đào, tôi hỏi cô lần cuối, tướng công và con hồ ly tinh kia đang ở đâu? Tôi nói. Tôi không biết. Bây giờ tôi biết rồi. Sở dĩ tướng công dám bỏ trốn đều là do bọn cẩu nô tài cô chiều hư. Vũ Tình, Y
rốt cuộc cô nói hay là không? Tôi thật sự không biết. Ngon thật đấy. Còn không vậy? Cô dừng tay. Ngọc Linh, con làm cái gì vậy? Quy tắc của Phong gia nhà chúng ta, đánh hạ nhân không đánh vào mặt. Quy tắc? Phong gia còn quy tắc này à? Phong Trạch Diệu mới cưới con vào nhà đã bỏ trốn với hồ ly tinh. Cha con nói không sai, con gả vào Phong gia, gả cho Phong Trạch Diệu đúng là mù rồi, đúng là bị mỡ heo làm mù con mắt. Bây giờ đến một nha đầu làm thuê cũng coi thường con, nói hết lời cũng vô dụng. Cha con cũng mặc kệ con, một câu không đủ nhân lực là đuổi con đi rồi. Con có lỗi à? Tướng công của con mất tích cả ngày rồi, con chỉ muốn biết tung tích của anh ấy, như vậy là sai à? Ngọc Linh, tiểu thư, mau lên, mau lên, mau cởi ra. Con chịu ấm ức rồi. Đúng là khó sống. 4 tiếng đồng hồ mới thay ca một lần. Tư lệnh coi chúng ta một người mà như hai người. Chứ gì nữa, có cho người ta sống nữa không? Đại ca, tới giờ thay ca rồi, sao không có ai tới tiếp ứng? Không ai thay ca chứ gì, hôm qua cậu không tới. Hôm nay, tên người Nhật nam không ra nam, nữ không ra nữ, dẫn theo rất nhiều quân đuôi Sam đến Phụng Thiên, cũng không biết làm cái gì nữa. Đúng là khó hiểu. Kawashima Eko cũng đi sao? Long đại gia thoải mái không? Đội trưởng Long, đội trưởng Long, tình hình khẩn cấp. Nói, đã tìm thấy người trong hình rồi, chỉ chờ anh hạ lệnh. Cút. Hầu hạ cẩn thận. Đối với tôi thế nào thì đối với đội trưởng Long cũng như vậy, cô biết chưa? Tôi xin cáo lui trước. Chờ một chút. Tôi bảo anh cút. Tôi cút. Tôi cút mà. Thủy Như Yên, cô là? Hôm qua Kawashima dẫn theo đội quân lính tiến đến Phụng Thiên, nhất định cẩn thận, đề phòng có bẫy. Không hay rồi. Đi thôi, mau theo sát. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hạch Đào, Thủy Hàm Băng nhạy bén ý thức được
Họ đang trúng kế của Kawashima. Long Sách và Tiền Tái Vinh chẳng qua chỉ là con cờ đánh lạc hướng. Thủy Như Yên rất có khả năng đã rơi vào móng vuốt của Kawashima. Càng nguy hiểm hơn là Kawashima lấy Thủy Như Yên làm mồi nhử. Mục tiêu không chỉ có Thủy Hàm Băng, cô ta còn muốn đợi nhiều thú săn cắn câu hơn, có thể một lưới tóm gọn. Còn đảng viên cách mạng Liêu Hòa Cốc phái đi, và Phong Trạch Diệu không biết sự tình, đang tiến vào cái bẫy của Kawashima. Làm cái gì vậy? Đi vòng quanh nửa thành, sao lại về đây? Mình bị phát hiện rồi à? Không thể nào. Mình ẩn nấp cẩn thận lắm mà. Đừng có chạy nữa. Các người đi bắt người đi. Quân gia, đội trưởng, chúng ta chạy cả ngày rồi ở đây à? Ban ngày ban mặt không tốt đâu, hay là vào nhà đi. Cậu biết cái gì? Đây gọi là hưởng thụ, có đúng không? Dạ đúng. Tôi nói cậu nghe, cậu tưởng hôm nay chạy uổng công à? Đây gọi là điệu hổ ly sơn. Mệt chết da rồi, mau lau mồ hôi cho da đi. Ngài mệt rồi à, thơm một cái. Hay là chúng ta vào nhà đi. Đi thôi. Đi thôi. Trưởng quầy. Đại gia à, trưởng quầy, quân đua Sam ở lại đây. Ở những phòng nào? Họ đã đi rồi. Nói là đến thôn Lăng Thủy. Thôn Lăng Thủy. Chết rồi. Có người muốn tự chui đầu vào rọ. Nói không chừng một mũi tên trúng hai con nhạn. Cái này là Long trưởng quan thưởng cho ông. Nên làm thôi, nên làm thôi. Đây là chị tôi. Năm đó tôi 15, chị ấy 17. Sau khi cúng tổ tiên, chúng tôi chụp hình trước cửa nhà tổ. Vậy thì đúng rồi. Ổn cả rồi. Như Yên cô nương, cô đi theo đội trưởng Long. Cậu ấy sẽ đưa cô tới huyện Tân Giang, đi gặp chị của cô. Có thật không? Vậy còn cô? Lát nữa tôi còn phải gặp người bạn cũ. Như Yên cô nương, xin mời. Vậy tôi đi trước. Ra đây đi. Lời ban nãy cô ta nói, cô đã nhớ hết chưa? Mau đi chuẩn bị. Chúng ta xuất phát. Minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Lại gặp nhau rồi. Cho cô một cơ hội, để chúng tôi nhìn thử đại hiệp mặt nạ trong truyền thuyết rốt cuộc là người hay là ma. Lấy súng của cô ấy. Cô bắn giỏi lắm mà. Nào, bắn tôi đi, bắn đi. Đội trưởng Long, thân thủ không tệ. Đừng vội, chúng tôi còn hai tấm lưới. Xem ai nhảy vào trong. Ai? Đuổi theo. Quay lại, người chạy rồi. Đừng đuổi nữa. Chúng ta phải làm sao? Kawashima đã tìm thấy Thủy Như Yên, đang trên đường về Tân Giang. Mau đuổi theo. Kawashima, anh cố gắng lên, tôi đưa anh tới bệnh viện. Anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi.
Đừng đuổi theo. Lần này tôi thật sự gặp được chị của mình à? Được. Chú Hai à, lúc nãy ở đây xảy ra chuyện gì? Công tử mặt nạ của huyện Tân Giang xuất hiện rồi, còn cứu một cô gái từ trong tay của cô gái Nhật. Chú nhìn rõ không? Thật sự là đại hiệp mặt nạ, tuyệt đối là thật. Cảm ơn chú. Thế nào? Long Sách dẫn theo Thủy Như Yên thật rời khỏi, còn tôi quay lại đường cũ. Quả nhiên, nửa đường gặp được công tử mặt nạ phục kích, đưa Thủy Như Yên giả đi. Cũng tức là Thủy Như Yên này không chỉ có thể vạch trần lớp vỏ ngụy trang của Kim Tuyết Giao, Thủy Như Yên giả này còn có thể xác nhận thân phận của đại hiệp mặt nạ. Đúng. Anh làm gì vậy? Anh là ai? Sao lại đưa tôi tới chỗ này? Cô xem, đây là mộ của ai? Chị, mộ của chị. Sao có thể như vậy? Không sai, chị cô và Kim Tiên Sinh đều chôn ở đây. Cô biết Kim Tiên Sinh chứ? Anh ấy là đại hiệp mặt nạ thật sự. Anh ấy vốn dĩ là người phụ trách đồng minh hội Tân Giang. Chị cô là trợ thủ đắc lực của anh ấy. Họ làm rất nhiều chuyện lớn, long trời lở đất ở huyện Tân Giang. Cho tới bây giờ, bá tánh huyện Tân Giang đều nhớ ơn của họ. Không thể nào. Chị không thể chết được. Người phụ nữ Nhật tên là Kawashima đó nói với tôi, muốn đưa tôi tới huyện Tân Giang gặp chị tôi. Nói chị tôi muốn gặp tôi. Không thể nào. Tôi phải đi hỏi cô ấy. Chính là Kawashima hại chết Kim Tiên Sinh và chị của cô. Chị ơi, không thể nào. Chị có nghe em nói không? Bao nhiêu năm nay, em thật sự rất nhớ chị. Chị ơi, giờ cô biết rồi chứ? Chị cô chui ra từ trong đống người chết. Kawashima không có ý tốt. Nếu cô muốn tìm cô ấy, rất có thể chị của cô sẽ chết lần nữa. Chết lần nữa? Anh có ý gì? Chị tôi. Nhưng mà tôi không thể xác định 100%. Sự phán đoán này phải nhờ vào cô. Cô sẽ gặp được cô ấy, nhưng mà không phải bây giờ, càng không phải thông qua Kawashima. Vậy phải chờ tới bao lâu?
Nhanh thôi, để tôi sắp xếp. Nhưng mà trước hết cô phải tin tôi. Có tin không? Tôi tin. Theo tôi. Đây. Xin lỗi. Được rồi. Bây giờ than thở cũng không còn ý nghĩa. Cũng tại tôi lúc đó suy nghĩ không chu đáo mới trúng mai phục. Bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm ra em của cô. Tôi dò la rồi. Người cứu Như Yên khỏi tay Kawashima là một người đeo mặt nạ. Đeo mặt nạ. Phải. Trước đó trong thành Nam Mỹ chuyện quan hồn đoạt mạng hình như cũng liên quan tới người này. Cậu ta đã gặp cô chưa? Gặp qua vài lần. Dường như anh ta luôn tìm thấy tôi, nhưng mà tôi chưa từng thấy bộ mặt thật của anh ta. Lần này cũng vậy, chúng tôi lại gặp nhau. Tôi muốn giết Long Sách, nhưng mà anh ta năm lần bảy lượt ngăn cản tôi. Anh ta nói muốn biết tin của một người từ chỗ Long Sách. Bây giờ nghĩ lại, người đó chắc chắn là Như Yên. Cô cảm thấy cậu ta biết thân phận của cô. Hàng trăm ngàn lần vì em. Trừ khi em để tôi nhìn thấy diện mạo thật của em, xác nhận thân phận của em. Nếu không, tôi nhất định sẽ ngăn cản em. Có lẽ có nghi ngờ, nhưng mà vẫn chưa xác định. Một người mạo danh đại hiệp mặt nạ luôn tìm ra người thần bí như cô. Có lẽ từ lâu đã biết mục đích Long Sách tới Phụng Thiên, đồng thời cứu thoát em cô khỏi tay của Kawashima. Liệu có phải là người quen? Người quen à? Tiểu nhị, lấy cho tôi một ấm nước nóng, một dĩa lạc trang, một bình rượu. Không thể nào. Không thể nào là anh ta. Ai? Phong Trạch Diệu. Đây là đâu? Đường hầm. Đường hầm. Anh Đào à? Sao vậy? Trật chân rồi. Còn đi được không? Không được, đau quá đi. Đắc tội rồi. Đầu này thông tới phần mộ. Vậy đầu kia thông tới đâu? Nhà tôi. Đầu kia thông tới phòng sách. Tới rồi cô sẽ biết. Tờ giấy đó quả thật đáng nghi. Ít nhất chứng minh Phong Trạch Diệu đến Phụng Thiên tuyệt đối không phải trùng hợp. Cậu ta cũng không đơn giản là để trốn tránh. Nhưng mà Phong Trạch Diệu anh ta, ngoài việc anh ta chỉ biết ở sau phụ nữ tỏ vẻ ân cần, tôi thật sự không nhìn ra mặt nào của anh ta giống công tử mặt nạ. Cho dù là ai, chí ít cậu ta đã cứu được em của cô thoát khỏi Kawashima, cũng xem như giúp chúng ta giải quyết nguy cơ. Phùng Quốc Huy sẽ không vì một tấm hình mà dễ dàng ra tay với cô đâu. Nếu không, ông ta không thể ăn nói với Kim Dương gia. Đặc biệt là ông ấy từng là ân nhân của quân đuôi Sam bọn họ, bây giờ là thần tài.
Thế nên giờ tôi buộc phải mau chóng quay về Phong gia. Càng vào thời gian nhạy cảm như vậy, chúng ta càng phải án binh bất động, không để cho ai nắm thóp. Mọi chuyện cẩn thận. Đây là phòng thí nghiệm bí mật của tôi. Bình thường tôi thường ở đây luyện võ, phát minh gì đó, nhiều việc để làm lắm. Không ai từng vào đây à? Chỉ có tôi và sư phụ, còn lại không có ai hết. Cô yên tâm, cứ ở đây, đừng có ra ngoài. Có chuyện gì cứ nhấn cái chuông, tôi và sư phụ đều sẽ tới chi viện. Tôi biết rồi. Được rồi, bôn ba cả ngày cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tìm cơ hội tôi đưa chị cô tới nhận cô. Cảm ơn. Anh có thể gỡ mặt nạ xuống cho tôi nhìn mặt được không? Tôi chỉ muốn biết anh hùng vì tôi và chị tôi làm ra bao nhiêu chuyện, rốt cuộc là người như thế nào. Chị cô sẽ không cho rằng tôi là anh hùng. Anh phải, tôi biết là anh phải. Anh gỡ mặt nạ xuống đi, chỉ nhìn một lần thôi. Cẩn thận. Cảm ơn. Nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu thư, cô buông ra. Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút. Tiểu thư, bên ngoài loạn lạc như vậy, cô một mình ra ngoài rất nguy hiểm. Còn nữa, cô có biết họ ở đâu không? Cô đi tìm họ làm sao mà được? Tôi mặc kệ, đôi cẩu nam nữ đó đã biến mất 2 ngày. Còn không mau tìm họ về, đứa bé đã to lắm rồi. Đừng mà, tiểu thư. Mới sáng sớm, lại làm trò gì vậy? Phong Trạch Diệu đâu? Phong Trạch Diệu là tướng công cô, đòi người với tôi làm gì? Đứng lại. Hai hôm nay cô và Phong Trạch Diệu đi đâu? Đã làm chuyện gì? Nếu không nói rõ đầu đuôi cho tôi biết, tôi bắt cô cười mà đến, khóc mà đi. Con người tôi bình thường ghét nhất chính là người khác uy hiếp. Nếu cô thành thật năn nỉ tôi, nói không chừng tôi sẽ vui lên mà nói cho cô biết. Cô cứ thái độ như vậy, đừng hòng có được bất cứ tin tức gì của Phong Trạch Diệu. Chính là cô. Quả nhiên cô là con hồ ly tinh, bắt tướng công của tôi. Sao đây, lại muốn ra tay à? Nếu tôi nhớ không nhầm, cô đã ăn một cái tát của tôi. Cho dù cô muốn liều mạng, cũng nên cân nhắc trọng lượng của mình. Kim tuyết dao. Còn chuyện gì à? Tiểu thư à, cô có đi tìm tướng công không? Tìm tướng công? Tôi đi tìm Diêm Vương. Hi. Về rồi à? Tật xấu gì vậy? Tùy tiện vào phòng của người khác. Đi theo anh. Làm gì vậy? Anh đưa em đi gặp một người.
Gặp ai? Anh biết hết rồi. Biết cái gì? Hai hôm nay em đi đâu, gặp ai, làm chuyện gì, anh đều biết. Tôi ở Tiểu Tứ Hỷ, tập hát ca khúc, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Không đúng, em đã tới Phụng Thiên. Em muốn giải quyết Long Sách, đưa em của em đi. Anh và bà điên của anh đúng là thú vị. Một người cứ nói tôi bắt chồng của cô ấy, một người lại nói tôi đi giết người. Hai người bàn bạc xong, cùng nhau tạt nước bẩn lên người tôi à? Cảm thấy bổn cô nương dễ bắt nạt lắm sao? Tôi nói cho anh biết, Phong Trạch Diệu, anh có tin, anh nói lần nữa, bản cô nương sẽ xé rách miệng của anh không? Anh không nói bậy. Tôi hiểu rồi. Thật ra, người ở thành Phụng Thiên là anh. Là anh muốn giết Long Sách, đưa em dâu của anh đi, đúng không? Đúng. Anh đã tới Phụng Thiên. Anh sợ Long Sách tìm ra chứng cứ bất lợi của em, cho nên đã đi theo anh ta tới Phụng Thiên. Điều này khi lên xe anh đã nói cho em biết. Hơn nữa anh nói được làm được. Sao? Không tin à? Có phải em nghĩ chuyện Thiên Lý Tẩu đơn kỵ này sẽ không xảy ra với anh? Anh nói cho em biết, em nhìn nhầm anh rồi. Tôi nhìn nhầm anh à? Tôi mà nhìn nhầm anh? Vậy anh rốt cuộc là ai? Anh là Phong Trạch Diệu. Việc Phong Trạch Diệu anh có thể làm cho em, dám làm cho em, nhiều hơn em tưởng tượng rất là nhiều. Đi với anh đi. Bỏ ra. Tiểu thư. Tiểu thư. Ngọc Linh à? Tiểu thư. Tiểu thư. Phong Trạch Diệu, để tác thành cho gian tình của anh, em quyết định đi chết. Ngọc Linh à, con không thể làm như vậy. Con là con dâu tốt của cha, con tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Ngọc Linh à, cha phái người đi tìm thằng trời đánh nó về cho con. Cha sắp tìm được rồi. Ngọc Linh à, con tuyệt đối không được làm như vậy. Ngọc Linh à, có chuyện gì từ từ nói. Cha, mẹ, tướng công mất tích, Kim Tuyết Giao ở trước mặt con lên mặt ra quay. Thể diện của con ở đâu chứ? Chi bằng con chết cho rồi. Tiểu thư, tiểu thư, đừng cản ta. Tiểu thư. Được rồi, để cho cô chết thử xem. Cô Gia, anh quay về rồi, anh mau khuyên cô ấy đi. Nếu cô muốn chết thì nhanh chân lên. Tôi còn có người thế chỗ của cô. Không thể sống tiếp nữa. Phong Trạch Diệu, anh là tên khốn. Anh biến mất mấy ngày, anh về đây không quan tâm sống chết của bà đây, còn ôm cô ấy. Giả Quyên Ương đi đâu cũng có đôi có cặp, không thể sống tiếp được nữa. Tiểu thư, vậy cô mau chết đi. Nếu cô chết thì không thấy những chuyện này nữa. Cha, mẹ, con chết đi. Tiểu thư, đừng, đừng mà. Lão già. Cha, con như vậy là kích tướng thôi. Kích tướng à? Ông bớt giận đi. Lão gia, bớt giận đi. Lão gia, cha. Cha xem, thằng tranh chết tiệt. Không phải mày bỏ đi rồi à? Sao mày còn quay trở về? Mày đi tìm cuộc đời của mày đi. Thằng khốn nạn, tao đã nói rồi, mày trốn được hôm nay, không trốn được ngày mai. Mày không cần vợ, mày không cần cha mẹ, mày không cần ai nữa rồi. Mày cút đi, sau này mày đừng để tao gặp lại mày. Cút đi, lão gia. Diệu Nhi à, con nói vài câu đi. Nói với cha con đồng ý tiếp quản Phong Mãn Đường. Đừng bướng nữa, Diệu Nhi à. Diệu Nhi. Đi. Cha.
Con trai bất hiếu, chồng cha tức giận. Cha nổi giận ảnh hưởng sức khỏe, vì một kẻ vô dụng như con không đáng. Cha bớt giận đi, bớt giận đi mà. Đều tại cô là đồ sao chổi. Sau khi cô vào nhà tôi, vợ chồng tôi bớt quà, cha con họ trở mặt thành thù. Giờ cô vui rồi chứ? Tôi đã nói rồi, đây là lỗi của tôi. Sao trách cô ấy? Phong Trạch Diệu, đã là lúc nào rồi anh còn nói giúp cho cổ?